Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để theo dõi chương trình Sổ tay bảo hiểm và tài chánh cùng với Kim Phượng và Thư Hiền. Yeah. À, hồi nãy em nói là để sau cái phần thông tin quảng cáo rồi em sẽ nói tiếp phải không? Dạ. Yeah. À, bây giờ mình đang nói tiếp về cái mục đích của nó hay là vẫn nói tiếp về cái chương trình mà lấy tiền ra? Bây giờ mình lấy tiền ra đi. Lấy tiền ra, dạ. Ok. Bây giờ mình lấy tiền ra thì cái mục đích của mình đó là chị quý vị thấy là những cái tiền này là những cái tiền mà chưa đụng tới, giống như là em nói rồi, giống như quý vị để đó thì để làm gì, nhưng mà quý vị bỏ vô đây một cái là quý vị thấy đẻ lời 180.000 rồi. 100.000 mà đã được mua cái nhân thọ 280.000. Rồi trên màn hình quý vị cũng thấy 5 năm là quý vị có 107.549 đồng. 10 năm tức là lúc quý vị 60 tuổi thôi đó, là quý vị có cái tiền cash quý vị có thể rút ra là 133.000. Đó. Thì mình thấy rằng mình đã lời được mấy chục ngàn rồi, chưa tính cái nhân thọ là mình vẫn còn đó. Dạ. Thì mình sẽ, nhưng mà khi mà mình rút hết cái số tiền vốn, tiền lời này ra rồi đó, thì lúc đó mình sẽ, hãng nó sẽ adjust lại, coi con mình sẽ được bao nhiêu đâu, hoặc là mình muốn suốt đời thì mình sẽ đóng lại bao nhiêu nữa. Nhưng mà quý có một điều là quý vị, cái thứ nhất không bao giờ lỗ tiền. Mình bỏ vô là mình lời tức khắc. Và nhiều năm, vài năm thì mình khi mà mình đổi ý, mình muốn rút tiền ra để cần chuyện thì mình vẫn làm được. Và mà thêm một cái nữa, và nhiều năm gần đây Hiền cũng đã rất là chia sẻ, là cái bảo hiểm này nó cộng thêm với tiền bệnh của mình. Tiền bệnh nữa quý vị, đây là cho một người 50 tuổi mà cái giá nó chỉ là có như vậy thôi, nó rất là rẻ. Mà nếu trong trường hợp này cái người nào mà bệnh đó, là em chia sẻ là bệnh thế nào nha. Đó, thì quý vị sẽ thấy là quý vị lãnh nè, nó có 3 chương trình. Nó có 3 chương trình. Bệnh thứ nhất á là người ta nói là người ta gọi là terminal illness. Là cái bệnh này nếu quý vị mà bác sĩ nói là mình sẽ mất trong vòng 24 tháng trở ngược lại đó. Đó thì trên màn hình quý vị thấy, nếu mà như vậy thì quý vị được ứng trước á 75% của cái tiền tử của mình. Tức là khi cái tiền tử của mình là thí dụ như là 75% của 280.000, lúc đó là mình đã có quyền mình lấy ra một ít tiền mình xài rồi nghe quý vị. Đó, mình vẫn cũng có quyền lúc mà mình bệnh là mình được quyền lấy ra một mớ. Dạ đúng rồi, 75% đó, mà 75% của cái tiền tử của mình, mình sống mình lấy lại được chứ không cần mình chết mình mới phải lấy, là một cái. Cái thứ hai á, mà mọi người rất là cần cái này đó, là nó gọi là disability income hoặc là long term care gì đó, nhưng mà nó không có chính xác lắm, là tại vì nó còn hay hơn những cái chương trình đó nữa quý vị. Tức là ở đây họ liệt kê cho mình thấy là thí dụ như có những cái 6 cái sinh hoạt hàng ngày, giống như tắm rửa nè, hoặc là mình bị lãng trí nè, mặc áo quần nè, ăn uống nè, đi vệ sinh hoặc đi đứng, nó có 6 cái sinh hoạt hàng ngày của mỗi một người sinh hoạt đó, nó gọi 6 daily activity đó. Thì khi mà mình bị cái này chỉ cần 2 trong 6 cái này thôi, mình bị mà tới 90 ngày rồi mà nó không có hồi phục á, thì mình được quyền rút 2% của cái tiền tử ra. Tức là bây giờ cái nhân thọ của mình hồi nãy là 280.000, thì mình được rút 5.600 một tháng quý vị. 5.600 một tháng từ cái tiền tử của mình á, rồi nó cũng rút bằng 75%, rồi tới chừng nó trừ lại 25%, lỡ mình mất thì thân nhân lãnh cái số tiền còn lại để lo hậu sự cho mình. Đó. Rồi có những cái mà thí dụ mình như là bệnh ung thư, rồi bị ung thư hay là suy thận đồ cái nọ đó, thì những cái bệnh đó nó rất là dễ gây ra những cái biến chứng mà không có phải là không cần tuổi nào hết á, không cần tuổi nào á mình vẫn bị được như thường. Thành ra khi bất cứ những cái chuyện đó xảy ra cho mình thì thay vì mình nói mình để tài sản đó mình để dành cho con, khi mình tiền tử, khi mình chết con mình mới rảnh, thì không cần phải như vậy. Lúc đó mình đã được lãnh rồi, không có cần phải đợi như vậy. Rồi cái đó là cái cách lãnh tiền và tiền bệnh. Giờ mình muốn biết thêm những cái lợi ích của nó.
Thí dụ như mà mình bỏ số tiền đó mà là mình được lời rồi, giờ mình lấy ra thì mình lấy ra một một ít, thì còn một ít còn lại thì cái còn lại nó vẫn phát sinh thêm cái tiền lời nữa. Dạ đúng rồi, nó vẫn phát sinh ra cái tiền, tại vì cái này nó cái tiền lời này nó gọi là compound nữa, tức là lời nhồi đó. Cứ bỏ vô là lời nhồi. Em nghe chỉ ngồi chứ tưởng giống đánh bài đó. Dạ đúng. Từ cái đó là em không biết từ chuyên môn, nhưng mà nó gọi là compound. Giống như đặt 20 mình ăn 20 được 40 mình đánh 40 luôn, rồi 40 được 80 đánh 80 luôn vậy đó không? Giống như là nhồi tiếp tục theo luôn. Cứ nhồi như vậy đó, ví dụ như một 7% là 100.000 thì được, ví dụ 7.000 rồi cái năm tới nữa lời 7% cũng là 107.000 chứ không phải là còn 100.000 giống như từ đầu nữa. Quá nhiều ít lợi luôn. Dạ, thành ra quá nhiều ít lợi. Em có thể kể cụ thể những cái ít lợi nào gần nhất? Dạ, ít lợi gần nhất đó thì em thấy đó giống như em cứ nói hoài là sống lâu mất sớm hoặc là bệnh tật, thì những cái này nó đều đáp ứng đầy đủ hết. Khi mình sống quá lâu thì cái tiền tử này nó sẽ là một cái lo bảo vệ cho gia đình, an tâm cho mình. Cái sống lâu, khi mà bệnh tật, rồi khi là mình mất sớm thì là mình lãnh tiền tử. Khi mà mình sống lâu thì mình rút cái tiền để dành trong những cái quỹ này ra để mình xài. Khi mà quý vị rút ra, quý vị có thể có quyền khi hưu trí đó, quý vị có quyền rút ra vài ngàn một tháng hay là rút ra nhiều lần cũng được, nhưng mà tự vì cái chương trình này đó, quý vị làm như vậy cũng được, nhưng mà em nghĩ quý vị không, những cái đối tượng mà bỏ 100.000 vô này họ không có cần phải rút hàng tháng cho cái tiền hưu trí, tại vì họ biết rằng ngoài cái tiền hưu trí họ ok rồi, cái tiền này là cái tiền dư để cho con cái thì nó rất là tốt. Với lại hai nữa là mình mua cái này để mình có thể khi mà mình chết thì tài sản, thí dụ giống như là anh chị có business mà mình phải bán để mình đóng thuế khi mình mất nó, thuế thân đó, thì mình không có cần như vậy, mình mua cái này xong lỡ có chuyện gì thì gia đình rút cái tiền nhân thọ ra đóng cái quỹ thuế thân cho mình. Thành ra rồi xong nữa đó, rồi quý vị có thể bỏ trong cái trust account giống như hồi nãy em nói. Tức là khi mà mình mất rồi đó thì mình có quyền, trước khi đó mình có quyền là cái tiền này được sử dụng như thế nào, quý vị không có cần cho thẳng cái người thân của mình, quý vị có quyền cho vô một cái quỹ nó gọi là trust account, có thể ba nhà băng hoặc một cái công ty nào đó đứng giữa quản lý cái số tiền này cho mình, để khi mình mất đó là tiền nó sẽ được đưa cho ai mỗi tháng một lần bao nhiêu hay chẳng hạn vậy đó. Cái đó là cái quyền quyết định lý thú nhất á. Dạ, lý thú nhất. Yên tâm với quý vị trước khi chết, nhưng mà quý vị vẫn còn được cái quyền quyết định sử dụng cái số tiền của mình. Thành ra có cho ai chi ai cái gì. Dạ, đó thành ra đúng rồi. Với lại hai nữa quý vị thấy không? Khi quý vị chỉ cần làm như vậy thôi, quý vị không có cần phải tới lúc lớn tuổi chút cái thôi, chưa gì cái quý vị bỏ hết tiền bạc cho con cái, sang nhượng hết tài sản cho con cái, mình không cần như vậy. Thì bây giờ còn một ít phút em muốn chia sẻ với quý vị một cái nữa, em cũng lặp lại là mình lãnh tiền tử như thế nào. Khi mình lãnh tiền tử, mình lặp lại một lần là quý vị không bao giờ bị đóng thuế. Quý vị mua 1 triệu đồng đi chăng nữa, mất xong rồi con cái thân nhân mình, bất cứ ai mà lãnh cứ thừa kế cái tiền đó đó, 1 triệu là 1 triệu, không đóng một đồng thuế nào hết. Cái đó là luật, chứ không có phải là mình chạy thuế hay là mình né tránh gì hết. Cái luật là tiền tử là tiền tử, không có gì hết. Thì bữa nay em chia sẻ ở trên màn hình là cái bảo hiểm này, đây là một cái quỹ tiền tử ra, mà em chỉ không có lấy 1 triệu, mà em chỉ lấy của một người rất là dễ thấy là 100.000 thôi. 100.000 này quý vị thấy trên cái tiền đó là nó chẳng người lãnh 100.000 mà nó lên tới 100.462 đồng, là tại vì hãng nó khi mà nó được thân nhân báo là mất đó, thì nó giữ cái tiền này nó đưa qua một cái department khác, nó không có còn ắt tiêu cái đó nữa. Thì rồi qua cái một chương cái trình nó rất còn nhiều điều để mà đáng biết và đáng nói. Quý vị xin quý vị hãy gọi điện thoại cho Thư Hiền để biết rõ thêm hơn. Dạ thưa 713-900-9999. Một lần nữa xin thân trân trọng kính chào tất cả toàn thể quý khán thính giả thân thương của đài EBTV, và kính chào chị Kim Phượng. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. Chúc quý vị một ngày bình an.